Hải Yến xin kính chào quý bà con, cô bác, anh chị và quý nhà đầu tư đã tham khảo tới kênh Nhà Đất Đắc Song của Hải Yến nhé. Hôm nay thì Hải Yến sẽ đi quay để giới thiệu đến cho quý bà con, cô bác, anh chị mình cùng tham khảo một cái mảnh đất nha các bác. Cái mảnh đất này thì có cái tổng cái diện tích là 362 các bác ạ, trong bìa. Thì cái mảnh đất này mà chạy ra trung tâm, chợ và trường học và đường tỉnh lộ thì nó rơi vào tầm 800 mét nha các bác. Trên đất thì bác chủ nhà là có một căn nhà xây cấp 4 quay về hướng Tây các bác ạ. Mảnh đất của bác chủ nhà đây á, mà theo cái đường đất này này các bác này là 57 m nha các bác, 57 m mặt tiền đường đất này. Ở đây thì điện nước dân cư thì nói chung là khá là đông, điện thì điện lưới quốc gia, nhà nước đã kéo vào đây rồi. Thì cái mảnh đất này á, thì bác chủ nhà đang rao bán cho cái mảnh vườn của mình đây á là giá 1 tỷ nha các bác, 1 tỷ có thương lượng nhá. Đó thì bây giờ các bác cùng xem video, cùng quan sát cùng với Hải Yến nhé. Bác nào xem thì cho Hải Yến xin một like và một đăng ký kênh nhé. Theo cái hướng màn hình điện thoại của Hải Yến đang quay đây á, thì từ cái con đường này mà chạy ra đường tỉnh lộ và chợ và trường học là 800 m nha các bác, 800 m. Mà cái mảnh đất mà để Hải Yến giới thiệu cho các bác á, là từ cái trụ điện này này các bác này, chạy thẳng xuống dưới kia đó, chạy thẳng xuống dưới cái chiều sâu của mảnh vườn này nó nằm 100 m nha các bác. Nó nằm tầm gần 100 m nha các bác, gần 100 m đó, nó nằm tầm 70 m. Thì từ cái mặt tiền này của mình này, từ cái trụ này kéo qua tới bên kia là 57 m và chạy thẳng xuống dưới. Nói chung là cái mảnh vườn này thì đằng sau nó hơi nhỏ một chút xíu nha các bác. Thì cái mảnh vườn này nếu mà bác nào mà mua thì bác chủ nhà sẽ làm cho mình 100 m đất thổ cư các bác ạ. Hiện tại thì đất là 367 là đang đất trồng cây lâu năm đó, đất nông nghiệp. Thì bác nào mua thì bác chủ nhà sẽ làm thổ cư cho mình là 100 m đó. Nếu mà bác nào muốn mua thêm thì liên hệ nhu cầu với bác chủ nhà luôn. Ở đây thì đường điện lưới quốc gia này đó. Cái con đường này thì dân cư đã họp rồi nha các bác, đã họp rồi để năm tới, năm nay của mình này là sẽ đổ nhựa nha các bác, sẽ đổ nhựa. Đấy, đây thì dân cư ở thì khá chỉ là đông đúc luôn đó các bác. Vườn hiện tại là bác chủ nhà đang cấy cây ăn trái. Đấy, nhà cửa thì nói chung là cũng khá là rộng rãi. Nói chung là hơi bác chủ nhà xây lâu rồi cho nên là nó cũng không được mới mẻ cho lắm. Bác nào mua về thì mình tu bổ lại, tu sửa lại nhé các bác. Tu sửa lại cho cái căn nhà mình nó khang trang sạch đẹp hơn một chút xíu. Này, Hải Yến sẽ di chuyển ra đằng sau quay cái vườn cho mình này. Nhà thì 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Này, bác chủ nhà cấy hầu như là các loại cây ăn trái này nha các bác. Sầu riêng này, đó, mít thái này, rồi bơ này, các loại cây ăn trái. Đất thì đất đỏ ba gian, khá là đẹp. Vườn thì thoải nhẹ. Đằng sau này thì bác chủ nhà ăn cấy ít cau nữa. Cả mắc ca nữa nha các bác, được cũng được mấy chục cây mắc ca đây này các bác này. Trên cái mảnh vườn này thì bác nào mà mua về thì mình chỉ chăm bón thôi, và các bác có thể cấy rau cũng khá là thuận tiện cho mình. Ở đây thì sang bên kia là đường lớn rồi, ở cái khu trung tâm kia nha các bác, ở đó là chợ và trường học rồi, và đường tỉnh lộ ở bên đó rồi các bác. Tổng cái diện tích ở trong bìa của mình là 362 nha các bác, 362. Sâu xuống là nó nằm tầm gần 100 m các bác. Mặt tiền là 57 m, đằng sau này thì nó nhỏ hơn các bác ạ. Đó, thì mua thì bác chủ nhà làm cho mình 100 m đất thổ cư. Và cái giá bác chủ nhà đưa ra là 1 tỷ nha các bác. Nói chung là gần khu trung tâm, chợ và trường học thì nó khá là gần, có 800 m thôi các bác. Đường thì sắp tới đây người ta sẽ đổ nhựa. Đấy, của đất của bác chủ nhà là tới cái hàng cao ngang như kia kìa các bác kìa. Đó, có cái hàng cao ngang dưới đó. Đấy, thì bác nào mà quan tâm đến cái mảnh đất này thì alo trực tiếp cho Hải Yến nhé. Hải Yến sẽ gửi cái bìa đỏ photo qua cho các bác cùng tham khảo này. Thank you.
Bác nào quan tâm thì alo cho em xin tạm dừng cái video ở đây ạ.